Hello, xin chào các bạn. Hai mẹ con của mình đang đi Grand World, công viên Grand World vào ban ngày để đi tham quan nhà tre và đi xem dòng sông Venice. Cái nó đẹp như thế nào, tại vì mình đi vào ban đêm rồi mà để mình xem nhạc nước á, cho nên mình chưa có dịp để xem cái khung cảnh ban ngày nó như thế nào mọi người. Thì cùng mời mọi người đi dạo một vòng công viên Grand World cùng với hai mẹ con mình nha. Phía trước mặt mình là nhà tre. Mình đi tìm nhà tre nổi tiếng đây. Trời ơi, công viên này dễ thương á. Mát mẻ ghê không? Wow. Đẹp quá. Công viên làm đẹp lắm nha. Mình chạy ngang công viên đây nè. Ô cha cha, hùng vĩ quá. Bên đó là một cô gái đang suy tư đây nè. Cái này dễ thương không, này có mình xin nước tờ chụp là thích lắm. Hai đứa nhỏ mệt rồi cho nên nay chỉ có hai mẹ con đi vô dạo công viên của Grand World thôi. Từ bao nhiêu cây tre đó làm nên cái nhà này đây. Cái hình dọc cái đầu người nè. Rồi, hùng vĩ chưa? Đẹp chưa không? Rồi, đi vô tham quan nhà tre nha. Cuộc rất chắc. Tầm vong chọn lựa kỹ càng từ Tây Ninh đưa về quảng trường huyền thoại, tạo nên cụm công trình với chiều cao gần 15m, diện tích lên đến 700m2 ha. Lớn như thế nào đây. Giang thư pháp. Đẹp quá. Chào. Chào. Để cái ghế thôi trong
Cảm ơn em. Chúng ta mình nên đi vào tham quan nữa mà vì không có thời gian cho nên mình chỉ đi ngang, dạo ngang thôi nha mọi người. Dạo ngang cái tinh hoa của Việt Nam mình, những cái công trình, những cái văn hóa của mình ngày xưa, dễ thương quá. Phải chịu khó đi, chịu khó đi mới thấy được hết được. Cái Phú Quốc này nó có nhiều chỗ cho mình đi lắm, mà mình đi biển đi đảo cái là một hồi mình mệt, mình đi không nổi á mọi người. Mình ráng nha, mình ráng đi cái Grand World ban đêm, mà Grand World ban ngày nữa, mình thấy những cái công trình rất là đẹp. Mày coi nè, đúng rồi, cái này là cái gì, cung đình vậy đó. Ồ, đẹp quá. Có công chúa trong đó không nhỉ? Chắc có vua trong đó quá. Điệu gánh này nó thường. Rồi mình đã tham quan cái tinh hoa của Việt Nam rồi. Ở đây là phiên chợ tinh hoa. Máy bay tinh hoa Việt nha, mình đi qua khu dòng sông. Wow, ta đang hát hò biểu diễn gì kìa mẹ. Thank you.
buổi chiều nhìn nó phải mặt trời lặn được cái hướng đó mình thấy cái màu đẹp ha. Buổi trưa mặt trời chưa lặn mà. À, người ta đi thuyền nè. Dễ thương. Thì ngoài cái nhà tre rất là thú vị ở Renworld, khu tinh hoa Việt, đậm sắc văn hóa của Việt Nam mình, thì mình cũng xem được các vũ công ở đây biểu diễn rất là hay ha mọi người. Thì ở trong Renworld có rất nhiều nhà hàng, quán ăn nữa. Mà video trước mình đã đi dạo Renworld ban đêm, mình đã quay cho mọi người xem rồi. Cho nên ban ngày thì mình không thấy nó sôi nổi và nhiều ánh đèn đẹp như ban đêm đâu mọi người. Mình đi dạo phố đêm, gọi là thành phố không ngủ mà, thì mình sẽ thấy được cái nét đẹp ban đêm của Renworld cùng với những món ăn phong phú đa dạng nơi đây ha. Thì video xin khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của gia đình mình nha. Thương chào và hẹn gặp lại. Một dòng Renworld. Bây giờ mẹ con em đi về đây để đi ăn, đói bụng quá rồi. Xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại.